Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Hồng Biến TV ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nhà báo của Công an Nhân dân tiết lộ sẽ có một quả bế đi lịch sử trong vụ lùm xùm từ thiện. Thưa quý vị, câu chuyện từ thiện vẫn đang là tâm điểm của dư luận suốt hơn một năm qua. Sau khi sự việc cô siêu Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam, thì sự việc này vẫn chưa đi đến hồi kết. Hàng loạt câu hỏi vì sao của người dân vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải đáp một cách thỏa đáng. Sau có sự vào cuộc của cơ quan công an, vụ việc ngày càng trở nên nóng hơn. Theo diễn biến mới nhất, Bộ Công an đã yêu cầu sao kê lại tất cả tài khoản của một số nghệ sĩ như Đàm Tướng Cướp, Thúy Tề, Trấn Lệ, đồng thời mời họ lên làm việc. Giữa lúc dư luận mong ngóng kết quả cuối cùng, một bài viết ẩn ý của nhà báo Hà Quang Minh khiến mọi người thêm sốt sắng. Anh chia sẻ trên trang cá nhân có tích xanh sẽ có một quả bế đi lịch sử nữa chăng? Nghe mà rụng rời, không thể tưởng tượng nổi. Dưới bình luận trả lời thắc mắc của một người bạn, Hà Quang Minh cho biết, chuyện này liên quan đến vấn đề từ thiện, bản thân nhà báo cũng hy vọng nguồn tin của mình không chính xác, có thể vì anh cảm thấy quá mất niềm tin nếu nó thành sự thật. Một người bạn khác nói, danh sách đông đủ quá nhơi. Hà Quang Minh đáp lại, đủ hai đội ra sân. Những lời nói ẩn ý này khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt nhiều ngày qua. Nhiều người cho rằng sắp tới sẽ có thêm thông tin gây choáng liên quan đến chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ. Hà Quang Minh là nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam, hiện đang công tác tại báo Công an Nhân dân. Anh từng đảm nhận vai trò quản lý cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Lê Hiếu, Văn Mai Hương. Hiện tại, Hà Quang Minh còn được biết đến với vai trò bình luận viên cây bút xuất sắc trong mảng thể thao. Trong diễn biến có liên quan, Bộ Công an đã yêu cầu ngân hàng cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến tài khoản các ca gừng sẽ kêu gọi từ thiện. Cơ quan điều tra cũng cho biết những sao kê trước đó của họ không đủ để chứng minh nguồn tiền có được sử dụng đúng mục đích cứu trợ hay không. Hiện dư luận vẫn đang chờ đợi kết luận điều tra cuối cùng. Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin ba gừng sĩ lớn là Trấn Lệ, Thủy Tề, Đàm Tướng Cướp tiếp tục được là VTV cho lên sóng. Theo đó, Đài truyền hình quốc gia VTV đã nêu tên ba nghệ sĩ vì ồn ào từ thiện và việc Bộ Công an yêu cầu các ngân hàng là phải phối hợp rà soát các tài khoản từ thiện của các ca gừng sĩ nói trên. Theo đó, Bộ Công an đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận cũng như là các thông tin đại chúng phản ánh về việc một số cường sĩ đã lợi dụng việc kêu gọi từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung. Tuy nhiên, các nghệ sĩ như Thúy Tề, Trấn Lệ, Đàm Tướng Cướp đã là thiếu tính minh bạch trong quá trình giải ngân. Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như là bản sao hồ sơ mở tài khoản, thống kê số tiền giao dịch, số dư hiện tại có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay. Thông tin, họ tên, địa chỉ, số tài khoản, đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản kêu gọi từ thiện. Người dẫn chương trình cho hay. Quý vị thân mến, với hàng loạt câu hỏi vì sao và tại sao của người dân, nếu mà cô Hằng im lặng gửi đơn bí mật đến các cơ quan công an thì gừng sĩ có cơ hội được như ngày hôm nay hay không? Tại sao mọi người ủng hộ cô Hằng vạch mặt Võ Hoàng Yên chữa bệnh lừa gạt làm chết năm mạng người? Chưa từng chữa được khỏi bệnh chữa cho ai thì người đó bị tàn phế nặng hơn. Mọi người đã rất ủng hộ cô Hằng vạch mặt cái xấu của Võ Hoàng Yên thì tại sao hôm nay lại quay ngoắt 180 độ nói rằng Võ Hoàng Yên vô tội? Tại sao những lá đơn của những người bị hại đi tố cáo Võ Hoàng Yên không thấy tiếp nhận phản hồi của cơ quan chức năng trả lời cho mọi người dân biết những lá đơn tố cáo kia chỉ là vu khống bị đặt mà thôi? Tại sao trước kia công an Bình Thuận đã nói rõ Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh, giờ này mọi thứ lại im lìm đến như thế? Ca nhẽ, những bức ảnh của những gia đình được quay trên các trang mạng truyền hình quay về những nạn nhân của Võ Hoàng Yên, đấy là giả tạo hay sao? Và các đoạn clip là giả tạo hay sao? Không cho điều tra thứ này và công bố ra xem những clip đấy là thật hay giả, không cho một câu trả lời thích đáng cho dân chúng biết xem sao. Và nếu Võ Hoàng Yên chữa được bệnh thật thì sao không mời, chữa thử cho mọi người xem sao? Sao tự nhiên từ lúc cô Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên ông ta bỗng nhiên im lặng, im hơi lặng tiếng đến như vậy? Trong chuyện này có uẩn khúc gì hay sao mà Võ Hoàng Yên không còn đi chữa bệnh hay là được báo chí tung hô nữa vậy? Cơ quan chức năng nói nghệ sĩ trong sạch thì sao không công bố? Trong sạch ra sao đi? Tại sao lại chỉ có một câu kết luận trong sạch là xong chứ? Không có bằng chứng dẫn chứng là trong sạch thì người dân ai họ tin nổi đấy là trong sạch? Tại sao những người trong tỉnh Thất Bồng Lai có nghi ngờ là có cùng huyết thống với nhau, sao không điều tra làm rõ, công bố ra cho nhân dân, dân chúng xem đi? Tại sao những vấn đề cô Hằng nêu ra không cho điều tra kỹ càng, công khai, công bố cho dân chúng xem mà đã vội vàng bắt giữ và khởi tố cô về tội danh 331 là sao? Tại sao nghệ sĩ kêu gọi từ thiện
thì được, tại sao không thể là sao kê minh bạch được như vợ chồng ca sĩ Lý Hải Minh Hà? Sao có phải úp úp mở mở như vậy? Tại sao phải giấu giếm im lặng trong khi có nhiều người đã tìm ra được những cái sai lỗ hổng của các ca nghệ sĩ trong vấn đề từ thiện? Sao không cho điều tra về những vấn đề đấy để công bố cho dân chúng biết đi? Tại sao cô Hằng bị bắt khẩn cấp chỉ vì đi tố cáo những cái gọi là thói hư tật xấu của xã hội mà không cho điều tra công bố công khai ra cho dân chúng biết xem những điều cô Hằng công bố có đúng hay không, đã vội vã bắt bớ cô Hằng? Cuộc đời này nó lắm câu hỏi tại sao. Kết luận của cơ quan chức năng không ai phản đối được, nhưng trong thâm tâm những con người dân yêu nước, yêu công lý chính nghĩa, họ có phục với cái phán quyết này của cơ quan chức năng hay không thì cơ quan chức năng họ tự hiểu rõ. Và thưa quý vị thân mến, chúng ta thấy rằng trong sự việc là khởi tố bắt tạm giam cô siêu Nguyễn Phương Hằng giờ đây, đây là một nỗi oan, này là trời cao có thấu trong vụ việc drama là cô Nguyễn Phương Hằng đã lột tả được những vấn nạn từ thiện lừa đảo nhà báo luật sư hai mặt. Những gì xảy ra trong drama này, để phần nào hiểu rõ thêm sự việc, củng cố sự hiểu biết phần nào để tự tin nói lên tiếng lòng, và cũng như theo từng cung bậc cảm xúc của mọi vấn đề xảy ra, đồng nghĩa từng nhân vật bí ẩn cũng đã dần dà xuất hiện qua từng giai đoạn, qua từng hoạt cảnh. Người xưa có câu, nhìn mặt mà bắt hình dung, khuôn mặt cũng nói lên phần nào về tính cách và nhân phẩm, phẩm chất của một con người. Trong câu chuyện drama này, chúng ta phải nên có nhận định chung, đó là tiếng lòng dân, và cũng không thể ghi nhận là không thể không ghi nhận nhờ có sự khởi sắc của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng mà triệu triệu người dân Việt Nam nói chung và kiều bào nói riêng mới vỡ lẽ nhiều tình tiết. Vậy ở đây, những nhân vật ngoài đời đã hiện diện trong cái sự việc này, mục đích của họ chủ yếu là gì? Có hay không đó là sự lợi ích cá nhân dựa vào drama để đánh bóng tên tuổi và phục vụ cho công việc kiếm sống của mình? Vì thực tế, họ đã cho chúng ta thấy được sự thật về cách nghĩ và cả về bản chất, không quên là lợi dụng trục lợi cho riêng mình. Sự trơ trẽn ở đây đó là về cả tuổi đời, sự trải nghiệm và kinh nghiệm trong cuộc sống chưa đủ. Ấy vậy mà một số bạn trẻ tuổi vẫn còn rất non, sự hiểu biết còn khiêm tốn, cả về suy nghĩ lẫn ngôn từ được họ sử dụng, thể hiện một cách vô tư qua những diễn đàn cá nhân. Họ cho rằng những người tài giỏi am thông mọi chuyện, phát ngôn tùy tiện, thậm chí vỗ ngực ta đây. Và họ cho mình là uyên bác, thần tượng cái tôi và ảo tưởng sức mạnh cộng đồng mạng. Họ đã tự sa thải họ bằng những là thể hiện thiếu hiểu biết qua sự nhìn nhận của cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Xét theo chiều hướng đi tìm chân lý vì chính nghĩa, mọi người có thể hưởng ứng hay không ủng hộ theo cách riêng của mình. Đôi khi sự ồ ạt, sự nổi trội tột đỉnh đã vô tình vùi dập chính con người, và sự phô trương văn hóa ngắn hạn và sự hạn chế cảm nhận và sự tinh tế yếu hèn đã tự hủy hoại nhân phẩm. Nhưng đừng vì lợi ích cá nhân mà biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Thước đo lòng người, bài học cách sống làm người đã được thể hiện qua chính bản thân. Hãy lấy đây là bài học xương máu để còn kịp trở lại làm con người bình dị với cuộc sống hàng ngày. Đời người ngắn ngủi lắm, làm được việc gì tốt thì làm. Đó là lời chia sẻ của chú Dũng Lò Vôi về con đường thiện nguyện, khác người mà mình đang đi, một con đường lặng lẽ nhưng đông đầy sự yêu thương. Trong khi như quý vị đã biết là khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, dữ dội tại Việt Nam, thì vợ chồng chú Dũng và cô Hằng đã là đặt 50.000 bình oxy và chuẩn bị 21 nhà máy oxy mini để ứng phó với đại dịch COVID-19. Dư luận chỉ ngờ ngợ biết đến kế hoạch mua oxy dự trữ và hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 của chú Dũng Lò Vôi thông qua lời tâm sự của cô Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta thấy rằng chưa ai mà có thể làm được những cái việc thiện nguyện cao cả giống như chú Dũng cô Hằng. Chú Dũng Lò Vôi tâm sự, tôi đã chuẩn bị những sự việc này cách đây 3 tháng khi dịch bệnh xảy ra. Khó khăn nhất là từ vật tư y tế, quan trọng nhất là hơi thở. Bạn bè, tôi nhiều người hãy nói chia sẻ là bình oxy lại. Nếu tôi nói tôi bán lại cho thị trường chắc cũng lại cả 100 tỷ. Nhưng tôi không làm được điều đó, tôi muốn chia sẻ lại cho cộng đồng. Làm sao cùng dân mình, cho đất nước mình qua kiếp nạn, sống chết cách nhau có hơi thở, chúng ta chia nhau hơi thở. Và chú Dũng cô Hằng thường gắn liền với các hoạt động thiện nguyện quy mô, chiến dịch làm đường bộ và cho người dân vùng sâu vùng xa. Ngoài ra còn có các chương trình đưa nước ngọt về miền Tây, ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Không những thế, quỹ từ thiện Hằng Hữu do vợ chồng chú Dũng cô Hằng sáng lập và điều hành trực thuộc công ty cổ phần Đại Nam cũng đã giúp đỡ hàng ngàn trẻ em mổ tim và nạo uống thủy miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, chúng tôi yêu cô Hằng không phải vì là cô ấy cho tiền chúng tôi chẳng được đồng nào mà chúng tôi vẫn cứ yêu, bởi vì cô là một người nhân nghĩa vĩ đại, bỏ tiền để cứu giúp bao nhiêu hoàn cảnh, làm bao nhiêu việc tốt. Chúng tôi đâu phải trái tim hoa đá mà không biết cảm nhận yêu thương. Hãy vững lên, hỡi người phụ nữ kiên cường, đành thép, chỉ có cô mới dám vạch trần tội của những kẻ vô lương. Hãy bắt tội tôi đi, nếu thấy tôi là kẻ đồng phạm,
vì chúng tôi mãi mãi ủng hộ Đại Nam trường tồn và cô Hằng suốt cuộc đời này thôi. Rất hay và ý nghĩa sự trái lòng với một con người, thật sự rất tử tế cho người khác, cho một xã hội vốn dĩ nhiễu nhương, bất phần u ám, làm người tốt chắc chắn gặp nhiều chông gai, không như là một người đơn giản. Không phải lúc nào trời cao cũng thuận theo lòng người, nhưng luôn luôn mở ra một con đường thoát hiểm đối với người thiện tâm. Có thể chúng ta chưa chắc gì đã là người tốt, người tử tế, vì nhiều lẽ, nhưng vì tình yêu, sự mến mộ và tình cảm đối với người đã làm nhiều việc tốt như gia đình cô Nguyễn Phương Hằng là một sự hướng thiện. Nguyễn Phương Hằng của tôi sống mà vô dụng, sống làm chi, sống chẳng lương tâm, sống ích gì, sống trái đạo, người người thêm tôi sống, quên ân nước càng đáng khinh, sống tai như điếc lòng thâm thẹn, sống mát rừng đuôi dạ thế kỷ, sống sao nên phải cho nên sống, sống để muôn đời sự tà kỳ, chết sao danh tiếng vẫn còn hoài, chết đáng là người đủ mắt tai, chết được dựng tên hình hài, chẳng mục chết đưa vào sự chứ không phai, chết đó rõ ràng dành sống mãi trước đây, chỉ chết cái hình hài, chết vì tổ quốc đời khen ngợi, chết cho hậu thế đẹp tương lai. Phỏng theo nhà thơ cách mạng Nguyễn An Ninh. Thưa quý vị, cô Nguyễn Phương Hằng là liều vaccine của hàng triệu khán giả Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Thì câu chuyện đấu tố của cô Nguyễn Phương Hằng đã thực sự bước sang một trang mới và sự vào cuộc quyết liệt và tập trung điều tra lần này. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra kết luận để người dân được tỏ tường. Có lẽ với những người yêu mến hay không ưa thích cô Nguyễn Phương Hằng đều khá trông chờ vào kết quả điều tra lần này. Ngoài luồng ý kiến chỉ trích chê bai lên án việc lạm dụng quá mức quyền tự do ngôn luận, áp dụng văn hóa chỉ quá đà và đưa nhiều thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng, dễ gây hoang mang cho dư luận và ô nhiễm không gian mạng xã hội của cô Nguyễn Phương Hằng, thì cũng có rất nhiều người đã nhìn nhận ra những đóng góp và giá trị cho cuộc đấu tranh này mà cô Nguyễn Phương Hằng đã mang lại cho người dân, cho đất nước, cho những điều là đáng giá, có đôi khi lại chính là sự đánh đổi đến khắc nghiệt mới có thể có được cho người dân của bà chủ Đại Nam cô Nguyễn Phương Hằng. Và đến giờ phút này, chúng tôi phải công nhận một điều rằng tất cả những đóng góp giá trị đó của doanh nhân cô Nguyễn Phương Hằng chính là liều vaccine vô cùng hữu hiệu cho nhân dân và cho đất nước. Cụ thể, những liều vaccine đó bao gồm, thứ nhất phải nhắc đến khởi nguồn câu chuyện đấu tố thần y Dõm Võ Hoàng Yên, lừa tiền của vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng. Dù cơ quan điều tra là kết luận không đủ căn cứ kết tội lừa đảo cho tên lang băm này, nhưng người dân đã có được liều vaccine quá hữu dụng, tạo ra được là kháng thể để chống lại sự ma mị, diễn trò của tập đoàn lừa đảo Võ Hoàng Yên. Dân đã thực sự được tỉnh ngộ, được khai sáng và thính nhãn và nhận thức không còn bám víu niềm tin vào hai chữ thần y này nữa. Sống thật với hiện tại, tin vào y học và thậm chí là dũng cảm chấp nhận số kiếp không hy vọng hay ảo tưởng vào thế lực siêu nhiên nào cả. Thứ hai, màn thách đấu nảy lửa trực diện của bà Nguyễn Phương Hằng dành cho một bộ phận giới nghệ sĩ với những phát hiện cho rằng họ khuất tất trong vấn đề minh bạch tiền kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Có thể nói đây là cuộc đấu tố đi vào lịch sử của giới xô chậu Việt, mặc dù các nghệ sĩ được cục C02, C01 trực thuộc Bộ Công an kết luận không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện, nhưng việc tự giác không chủ động trong việc sao kê công khai tiền của Mạnh Thường Quân đóng góp cho những nghệ sĩ này đã để rồi nhờ có cô Hằng kêu gào, chỉ mặt đặt tên mà nhân dân đã có thêm một liều vaccine tạo ra được ngay và luôn kháng thể tỉnh táo, cẩn thận, kỹ lưỡng hơn nhiều trước khi giao tiền mồ hôi nước mắt, máu của mình vào tay người khác. Dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, người dân biết giữ chặt túi tiền của mình hơn, khôn ngoan hơn trong cách nhìn nhận và đặt tình cảm cho mình, cho những người mang danh nghệ sĩ của xô chậu nước nhà. Hay là cái liều của vaccine này đó chính là ngăn chặn kịp thời những cá nhân tổ chức sau này làm từ thiện mà lương tâm không trong sạch quý đồ là manh nha, giữ lại cho mình chút đỉnh, tức là bản chất không phải là từ thiện, từ tâm sẽ e dè, nhát tay hoặc không dám làm nữa. Tuy nhiên, vẫn đề cao khuyến khích những tổ chức cá nhân làm thiện nguyện, minh bạch, tránh trách nhiệm và đúng chất từ thiện, từ tâm, sống đúng, sống phải thì không việc gì phải đến, cần đến liều vaccine này làm gì, vì đã có kháng thể tự nhiên rồi. Ngoài ra liều vaccine này
của cô Hằng còn hữu dụng cho các chính cơ quan chức năng quản lý, giúp họ cẩn thận và cẩn trọng kịp thời lắng nghe nhân dân, đưa ra những bộ quy tắc hay nghị định phù hợp với tình hình xã hội hiện tại, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý giám sát, từ đó tăng uy tín và tiếng nói của nhà nước trong lòng dân. Thứ ba, cũng từ cuộc chạm trán với nghệ sĩ mà cô Hằng đã chỉ ra được thực trạng đáng báo động về việc nghệ sĩ dùng thương hiệu cá nhân tiếp tay cho quảng cáo thuốc dõm, sản phẩm dõm, không biết có trải nghiệm sản phẩm thật nhưng lại nói như đúng rồi, có khi còn giúp đơn vị thuê mình quảng cáo phát ngôn tâng bốc sản phẩm một cách quá mức, quá đà, đánh lừa người tiêu dùng, bán giá cao nhưng hiệu quả lại không phải là thuốc, chỉ là thực phẩm chức năng nhưng lại được nổ như thần dược. Nhiều nghệ sĩ đã phải cúi đầu xin lỗi nhận sai, hứa rút kinh nghiệm, các thứ. Người dân lại phải cảm ơn cô Hằng khi đã cho họ thêm một liều vaccine mà công dụng trên cả tuyệt vời, tạo ra kháng thể, giúp dân thông minh, sáng suốt và tỉnh táo hơn khi chọn mua được dược phẩm cho sức khỏe của mình. Minh chứng rõ nét nhất là vừa rồi, sự kiện VTV vinh danh thương hiệu thuốc Hoàng Hường, như thế một thánh dược đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng, buộc VTV phải gỡ bài và đơn vị bán sản phẩm này, công ty Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng vì tội là nổ banh nóc nhà. Điều này khiến cho cộng đồng mạng Việt là khắp nơi đã phát triển kháng thể trước các loại virus nhân danh nhân đạo hay thiện nguyện nhằm lừa đảo đã hết thời, và các thần y thánh dược kết hợp với truyền thông ô nhiễm để tác động vào lòng tin của cộng đồng. Thứ tư, với sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt của báo chí truyền thông dành cho cô Nguyễn Phương Hằng, lúc thì thờ ơ với tiếng kêu gào của bà, lúc lại đi tâng bốc những kẻ đánh tráo khái niệm, lừa gạt niềm tin của nhân dân bằng thần y thần dược dõm, nhưng có lúc lại cực kỳ quan tâm chăm sóc soi ra từng cái lỗ câu chữ trong phát ngôn của cô Hằng theo chiều hướng tiêu cực, thiếu tính xây dựng, không khách quan, lên tiếng lan tỏa những điều tốt đẹp cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng của cô ấy. Định hướng dư luận với cái nhìn phiến diện một chiều, mục đích viết bài đang dần bị cá nhân hóa, thiếu vắng đi bốn chữ công tâm và thấu đáo. Chính sự đối đãi biến chất khác biệt này của một vài tờ báo dành cho cô Nguyễn Phương Hằng và câu chuyện cô ấy mặc dù đã từng được cô ấy lên tiếng phản ánh, nhưng có vẻ như chả ăn thua và đã giúp người dân có thêm một liều vaccine để nhận diễn ra phần nào nhà báo bẩn, nhà báo hai mặt, tờ báo nào sụt giảm độ tin cậy trong lòng người đọc. Từ đó người dân được sự chọn lọc hơn khi xem nên đọc báo nào, chọn kiểu tin như thế nào để đọc. Bên cạnh đó, liều vaccine này còn giúp các cơ quan quản lý có thêm cơ sở nhận định để tăng cường và cải thiện hơn trong cơ chế quản lý, giám sát, có chế tài xử phạt tương ứng, có đủ sức răn đe và góp phần tích cực trong việc lấy lại sự trong sạch cũng như vị thế cho ngành báo chí trong lòng độc giả. Thứ năm, tiếp theo là vụ là lên tiếng tố cáo Thiền Âm. Trước đó cũng đã có những luồng dư luận trái chiều đầy tai tiếng xoay quanh Thiền Âm. Nhưng phải công nhận một điều rằng, từ khi cô Hằng chính thức lên tiếng thì dư luận mới thực sự chú ý và quan tâm đặc biệt. Mọi người ngà ngửa, há hốc miệng khi được nghe chiến tích ngụy trang giả tu, lừa gạt Mạnh Thường Quân, giả danh mồ côi, rồi cả tội loạn luân. Và đến khi Thiền Âm này chính thức bị khởi tố thì liều vaccine của cô Phương Hằng mới thực sự phát huy tác dụng nhiều, YouTuber dơ, rồi giác ngộ lật mặt, quay đầu những kẻ cổ suý binh vực mù quáng đã trả giá bốc lịch trong tù. Người dân có được cái nhìn sáng suốt hơn khi trao gửi đức tin của mình vào hai chữ là tránh đạo xã hội, chắc chắn sẽ có là một sự thanh lọc mạnh mẽ cho những kẻ giả danh và để lạm dụng niềm tin và tình cảm của người khác. Bên cạnh đó, liều vaccine này còn rất hữu dụng, giúp ích cho xã hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và các đạo giáo chính pháp khác nói chung, sẽ có những quy tắc chuẩn mực dành cho người tu đạo và đạo tràng tốt hơn, có biện pháp tích cực lấy lại củng cố niềm tin và tránh đạo của những người mộ đạo. Thứ sáu, có thể nói liều vaccine thứ sáu này chính là liều vaccine mà cô Hằng trả giá cái đắt nhất, có thể là khi là bằng cả sự tự do của chính bản thân mình với cách thức thể hiện vấn đề chẳng mấy thiện cảm, bằng việc chửi mắng xa xả, dùng ngôn từ khiếm nhã, thiếu tế nhị để nhục mạ hay xuyên tạc vu khống, làm mất danh dự uy tín của người khác mà không đưa ra bằng chứng cụ thể, hay thậm chí theo các tờ báo được đưa tin là cô Hằng nhiều lần không hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, thách thức xem thường pháp luật và đi quá giới hạn lằn ranh đỏ, v.v. Tất cả đã được là phanh gấp lại bằng tờ lệnh khởi tố bắt tạm giam dành cho bà. Chính sự kiện chấn động này đã trở thành liều vaccine cực hiệu quả cho người dân và cho không gian mạng xã hội kháng thể, tạo ra được minh chứng bằng việc các YouTuber giờ trước đây hay vu khống nhục mạ cô Phương Hằng, hoặc những YouTuber ủng hộ cô Phương Hằng và chỉ lại là những người chống phá cô ấy lần lượt lên phường uống trà, gỡ bỏ những video vi phạm nguyên tắc cộng đồng, bản thân họ nói riêng và người dân nói chung đều được nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc cẩn trọng lời ăn tiếng nói khi phát ngôn hoặc đưa tin công khai trên không gian mạng, rút ra bài học giá trị trong giao tiếp, ứng xử có chừng mực và biết điểm dừng hơn,